con về từ bước chân trời. Lạy Chúa chúng con về từ đó con lại cùng quay lớp sống người thành thực. Lạy là Chúa đi, lạy là Chúa đi. Hành trang con mang theo đầy đau buồn của thế giới. Hành trang con mang theo trào căm hận. Hôm nay đoàn hành hương của chúng tôi đã đến núi Tabor, nơi chưa Chúa đã biết hình. Và giờ đây xin các bạn chị em hãy coi những hình ảnh của đoàn chúng tôi đi hành hương tại núi Tabor. Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Chúa Giêsu đưa Phêrô, Giacôbê và Gioan lên núi cầu nguyện. Và đang khi cầu nguyện, diện mạo người biến đổi khác thường và áo người trở nên trắng tinh sáng láng. Bỗng có hai vị đàm đạo với người, đó là Môi-se và Elia, hiện đến uy nghi và nói về sự chết của người sẽ thực hiện tại Jerusalem. Phêrô và hai bạn ông đang ngủ mê, chợt tỉnh dậy, thấy vinh quang của Chúa và hai vị đang đứng với người. Lúc hai vị từ biệt Chúa, Phêrô thưa cùng Chúa rằng: Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm. Chúng con xin làm ba lều, một cho Thầy, một cho Môi-se và một cho Elia. Khi nói thế, Phêrô không rõ mình nói gì. Lúc ông còn đang nói thì một đám mây bao phủ các ngài, và thấy các ngài biến vào trong đám mây, các môn đệ đều kinh hoàng. Bấy giờ từ đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời người. Và khi tiếng đang phán ra thì chỉ thấy còn mình Chúa Giêsu. Suốt thời gian đó, các môn đệ giữ kín không nói với ai những điều mình đã chứng kiến. Quý vị đang coi hình ảnh của nhà nguyện Elia, nhà thờ chính, và nhà nguyện của Môi-se ở trên núi Tabor, giống như hình ảnh mà Thánh Phêrô muốn nói làm ba lều cho ba người. Ngày hôm nay đoàn hành hương của chúng tôi tới núi Tabor, nơi Chúa biến hình. Và cái hình ảnh mà Chúa biến hình, Chúa hiện ra cùng với ông Elia và ông Môi-se để nói tới một bên là Môi-se và một bên lề luật, và một bên Elia tức là về các tiên tri. Đó là cái hình ảnh mà quý ông bà chị em đã nhìn thấy. Tôi đã quay những hình ảnh đó tại nhà thờ Chúa biến hình cùng với đoàn hành hương của chúng tôi. Chắc chắn chúng tôi nhớ và cầu nguyện tới tất cả quý bà chị em, những người mà không có đi được với chúng tôi, nhưng mà chúng tôi hứa chúng tôi đã cầu nguyện, và đặc biệt cho những người đang đau yếu và bệnh tật hay gặp những khó khăn trong cuộc sống. Xin Chúa và qua lời nguyện cầu của mẹ Maria ban cho quý ông bà chị em những ơn cần thiết. Biến hình hay hiển dung nghĩa là thay đổi hình dạng, đang có hình dạng này biến sang hình dạng khác. Cụ thể trong tin mừng mà quý ông bà anh chị em vừa nghe, chúng ta đã được nghe kể lại Chúa Giêsu biến hình vinh quang trên núi Tabor như thế nào. Chúa Giêsu lên núi cầu nguyện, đang khi cầu nguyện, dung mạo người bỗng dưng đổi khác, y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Chúa tỏ hình dạng Thiên Chúa, Chúa bộc lộ thần tính của Ngài cho các môn đệ thấy. Chúa Giêsu để cho rạng sáng lên trong giây lát, cái vinh hiển của hình dạng Thiên Chúa đã bị che giấu đi trong cái hình dạng con người của Ngài. Việc Chúa Giêsu biến hình trên núi như thế là có mục đích, đó là người hé lộ thần tính của người để các môn đệ được nếm thử trước vinh quang Thiên Chúa và củng cố thêm niềm tin cho các môn đệ. Nhưng điều quan trọng hơn nữa là qua chứng kiến biến cố hiển dung ấy, Chúa Giêsu muốn các môn đệ Ngài cũng được biến đổi từ thể xác đến cõi lòng, từ suy nghĩ đến cách nhìn. Chúng ta còn nhớ trước đó 8 ngày, khi Chúa Giêsu loan báo người đi lên Jerusalem để chịu khổ và chịu chết, Phêrô đại diện các môn đệ đã phản đối. Ông không muốn chấp nhận thánh giá. Ông không muốn thầy mình dấn thân vào con đường chịu chết khổ nhục. Nhưng Chúa Giêsu đã cho các ông thấy vinh quang
của thần tính để các ông chấp nhận con đường đau khổ người sắp trải qua. Người dẫn các môn đệ xuống núi để tiếp tục con đường lên Jerusalem chịu chết. Khi suy niệm biến cố, hiển dung hay biến hình, giáo hội muốn tiếp tục lời mời gọi của Chúa Giêsu tới mỗi người Kitô hữu chúng ta: hãy nhận ra chính con người của mình để rồi hãy biến đổi mỗi ngày. Vâng, hôm nay Chúa đã đưa đoàn hành hương chúng tôi lên núi Tabor. Chúa có muốn con người của chúng tôi, mỗi người phải biết thay đổi, biết biến đổi. Hãy lột xác con người của mình đi, nhưng phải biến đổi, phải lột xác để trở nên tốt hơn, chứ đừng trở nên xấu đi. Lịch sử giáo hội đã ghi lại rất nhiều cuộc biến đổi. Từ một Phaolô hung hăng bắt đạo, đã lột xác, biến đổi nên một tông đồ nhiệt thành sẵn sàng chết vì đạo. Từ một Augustino ăn chơi trác táng, không nhận biết Chúa, đã lột xác biến đổi trở nên một vị thánh lỗi lạc, bảo vệ đức tin tinh tuyền cho giáo hội Chúa trước những bè lối lạc giáo. Và rất nhiều nữa, từ say rượu đến say Chúa, từ gái giang hồ thành thánh nhân, từ trai tứ chiến nên đấng lập dòng, từ kẻ khô khan đến người sốt mến, từ người tham lam hà khắc thành kẻ rộng lượng khoan nhân. Đó là những cuộc căn tân và biến hình đã, đang và còn tiếp tục xảy ra trong giáo hội, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta.